Anh Thành ơi. Dạ. Hôm nay ngày lành tháng tốt. Sao bữa nay tốt vậy bé? Em cảm nhận. À vậy. Hay quá, nói giỏi. Trả lời. Em nghĩ là ngày hôm nay là các nhân vật sẽ mang đến cho mình những câu chuyện hay và ý nghĩa lắm. Anh không biết là các nhân vật mang đến câu chuyện như thế nào. Nhưng anh nhìn cái bộ đàm em thấy em có câu chuyện. Đó là một cái ghế của trung tâm tiệc cưới. Có cái nơ. Chưa bao giờ anh kiểu đồng điệu về thời trang với em luôn anh Thành. Nhìn hai cái màu là biết không đồng điệu rồi. Chị thấy là da mặt cái đầm nó đẹp chứ không có gì hết trơn. Tại đúng vì chỉ vậy. Có phụ nữ mới hiểu sao? Sâu sắc tới cái thời trang. Tại sao hiểu? Tại vì ta có cái nơ bự hơn. Đối với những đứa bánh bèo cho tụi mình là nơ. Phải nơ, nhưng mà dịu dàng thì mị. Cái gu của anh Thành mặn lắm với lạ lắm. Không có phù hợp với chị em mình đâu. Cho nên là nơ là ổng cứ quy qua khăn trải bàn không à. Quay là thâm thâm nhỏ. Anh chắc không phải khăn trải bàn ha. Anh giống cái màn hơn á. Này hả, màn hả? Màn caro. Ai mà để màn đẹp. Còn để sang hơn là cái thảm. Cái này thì... đó là phong cách lịch lãm của Anh Quốc đó em. Ông bà là quá. Cái này là thời trang đến từ khu vực châu Âu STEM. Châu. Bữa nay khách mời bọn đồ có ra cái ra hay cái thảm gì để giống như tụi mình không? Lồng lộn không kém. À, ai vậy? Dạ, đó chính là ca sĩ Giang Hồng Ngâu. Cũng ở châu Âu nè. Châu Âu, anh với em giống nhau. Có nghe tự trong hơi nhột nhột. Cái này mới là bàn tiệc nè. Cái này là bàn tiệc kiểu tiệc, tiệc event rồi đó em. Cái này giống cái đèn chùm á. Đèn chùm á. Đúng rồi, cũng giống chứ. Tiếp nơ. Ba bà nơ lớn dần ghê quá à. Nơ lớn dần. Nơ lớn dần, em là nhỏ nè. Nhỏ này nơ trung, nơ đại. Hôm nay chốt chị đại. Ba cái cô này là giống tính nhau lắm đó. Cái nết giống nhau lắm đó. Ba người y chang luôn. Nè, xuống đứng là cho thấy giống nè. Ba gì bánh bèo. Rớt nơ bây giờ. Nơ đó. Ba cái bà mà yêu ai yêu chết bỏ nè. Ê hai, ba phải trước bà, phải. Vui là con gái hà. Bé này thì em rành nhưng mà bé này em chưa rành lắm. Nó cũng giống em á chị tự suy ra. Ba chị em y chang nhau à, ba đứa bay y chang nhau à. Yêu ai yêu chết bỏ, đập đầu vô tường. Ở đây chương trình, cái này là cái chương trình là hát mãi ước mơ. Đây là cái chương trình. Đây là chương trình nhau. Năm nay là tên mới rồi. Chương trình này nó mang tên là Đại hội vạch mặt. Đó. Mấy cái đó là mình giấu vô để okay, cho em có giá nè anh ơi. Mấy cái đó là mình giấu vô để cho em có giá nè anh ơi. Nhỏ đã mất giá rồi anh còn làm. Rớt luôn. Bây giờ sao đại hai giá luôn không ai hốt.